hơn 100 tác phẩm tham gia ở cả 5 loại hình báo chí, gồm phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí. Đã có 44 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, 40 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn trao giải. Đặc biệt ở mùa giải năm nay, 4 trên 5 loại hình báo chí có giải A. Đó là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng của đội ngũ những người làm báo tỉnh Lạng Sơn trên hành trình sáng tạo tác phẩm báo chí. Không chỉ là sân chơi sáng tạo, trí tuệ của những người cầm bút, giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ 2 năm 2022 còn góp phần tiếp lửa đam mê, thôi thúc đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, các cơ quan báo chí thể hiện tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến để tạo nên những tác phẩm báo chí chất lượng được đông đảo công chúng đón nhận và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Rút kinh nghiệm từ giải báo chí lần thứ nhất năm 2021 thì sau khi Hội đồng Giải báo chí tỉnh phát động cái giải lần thứ hai năm 2022 thì là cơ quan Hội Nhà báo là cơ quan thường trực của giải đã sớm là tham mưu và ban hành các cái kế hoạch cũng như là thể lệ giải báo chí của tỉnh Lạng Sơn, phối hợp rất là tốt với các cơ quan báo chí là cử những cái nhà báo có kinh nghiệm, có uy tín. Rồi nhà báo trung ương đã có kinh nghiệm về chấm giải để tham gia chấm giải báo chí của tỉnh Lạng Sơn để giải ngày càng hấp dẫn, và từ đó thì có lựa chọn các cái tác phẩm để tham gia các cái giải báo chí của bộ ngành trung ương cũng như là giải báo chí quốc gia. Không đứng ngoài cuộc, ngay từ khi phát động, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, các chi hội nhà báo, câu lạc bộ báo chí, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông các huyện đã tích cực triển khai thể lệ giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai đến đông đảo hội viên, nhà báo, động viên các phóng viên, cộng tác viên tích cực thâm nhập thực tế để viết bài, đăng phát trên các phương tiện báo chí, truyền thông và gửi tác phẩm dự thi. Nhiều cơ quan báo chí như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Tạp chí Văn nghệ xứ Lạng đã chủ động phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, với nhiều cách làm sáng tạo để khuyến khích các phóng viên, biên tập viên tham gia với các tác phẩm chất lượng nhất. Tiêu biểu như lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã thường xuyên khen thưởng đột xuất cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm chất lượng được đông đảo công chúng quan tâm, được dư luận đánh giá cao và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Năm vừa qua đã có hơn 20 lượt phóng viên, biên tập viên, ekip thực hiện chương trình được lãnh đạo đài thưởng nóng. Cách làm này đã góp phần khuyến khích, tạo động lực để đội ngũ phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn tích cực đổi mới sáng tạo, từ đó lựa chọn được những tác phẩm chất lượng nhất tham gia dự thi.
Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn đã tăng cường cái công tác thi đua trong cán bộ công nhân viên chức. Chúng tôi đã thường xuyên gợi ý các đề tài cho phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên tìm tòi để sáng tạo tốt hơn. Rồi chúng tôi khen thưởng nóng cho những cái tác phẩm mà có giá trị. Đồng thời chúng tôi đánh giá vào thi đua cuối năm để cho anh em có cái điều kiện mà nhìn lại mình để phấn đấu thực hiện các cái nhiệm vụ nó tốt hơn, nhất là về sáng tạo cái sản phẩm báo chí. Và cái nữa là chúng tôi tích cực tham gia vào các cái giải báo chí của các cái bộ ngành trung ương và địa phương. Và từ đấy thì anh em đã có thêm cái kinh nghiệm để sản xuất những cái sản phẩm báo chí phát thanh truyền hình nó đáp ứng được yêu cầu chính trị đề ra. Và chúng tôi cho rằng là những cái việc ấy thì đã đóng góp chung vào cái sự thành công của giải báo chí của tỉnh cũng như là các bộ ngành trung ương và địa phương. Bên cạnh việc động viên khuyến khích các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí trên địa bàn còn tạo mọi điều kiện để các tác giả tham dự giải. Trên cơ sở các đề tài phóng viên đăng ký, nhiều đơn vị còn chú trọng hướng dẫn, định hướng cho phóng viên, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để có đề tài hay, cách thể hiện hấp dẫn. Đồng thời thường xuyên quan tâm, nắm bắt tiến độ triển khai tác phẩm và tham gia góp ý biên tập để tác phẩm dự thi đảm bảo chúng, đúng và đạt chất lượng cao nhất. Báo Lạng Sơn cũng luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phóng viên tác nghiệp sáng tạo tác phẩm, trong đó là tạo điều kiện về phương tiện tác nghiệp, phương tiện đi lại cũng như thời gian để tổ chức hoàn thành cái tác phẩm theo tiến độ. Báo cũng quan tâm tập huấn và tổ chức các cái giải vệ tinh để cho phóng viên được rèn luyện cái kỹ năng. Không đơn thuần là một cuộc thi, giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực để nhiều tác giả, nhóm tác giả dấn thân, tìm tòi các đề tài hay, đổi mới cách thể hiện. Đây cũng là cơ hội để các nhà báo thể hiện năng lực chuyên môn, động viên những người cầm bút sáng tạo các tác phẩm báo chí một cách nghiêm túc nhất, trách nhiệm nhất. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lây lan trong cộng đồng, nguồn chất liệu cho báo chí khan hiếm, điều kiện tác nghiệp của nhà báo gặp nhiều khó khăn nguy hiểm. Nhưng vượt lên tất cả, đội ngũ những người làm báo tỉnh Lạng Sơn đã vững vàng vượt qua thách thức, thể hiện rõ vai trò xung kích, dấn thân trên tuyến đầu. Nhiều tác giả không ngại khó khăn, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vượt mọi nguy hiểm, đi vào vùng tâm dịch. Nhiều phóng viên đã trèo đèo, lội suối đến những vùng còn khó khăn để mang đến cho độc giả, khán thính giả những bài viết chân thực, những hình ảnh ấn tượng nhất về cuộc sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng niềm trăn trở, đam mê, tâm huyết với nghề, cùng với niềm hăng say sáng tạo, nhiều tác giả đã cho ra đời những tác phẩm hấp dẫn, có sức lay động và truyền cảm hứng mạnh mẽ. Nhiều vấn đề nóng bỏng như dịch bệnh COVID-19, tình hình ùn ứ nông sản, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hay công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công cuộc chuyển đổi số, những quyết sách của địa phương, những thực trạng còn tồn tại. Nhiều vấn đề mang tính phát hiện cùng các giải pháp mang tính định hướng đã được các tác giả, nhóm tác giả thể hiện sinh động trong tác phẩm dự thi. Năm vừa qua là một năm có những cái diễn biến hết sức phức tạp bởi dịch bệnh COVID-19. Nó ảnh hưởng đến nhiều vấn đề của xã hội, trong đó vấn đề xuất khẩu nông sản đã trở thành một vấn đề nóng không chỉ của Lạng Sơn mà của cả nước. Chính vì vậy mà nhóm phóng viên chúng tôi đã chọn cái đề tài là gỡ khó nông sản xuất khẩu để mà đưa được một cái thông điệp cụ thể đến với khán giả. Nhóm phóng viên chúng tôi đã phải thâm nhập thực tế ở nhiều bãi xe, nhiều cửa khẩu để có được những cái hình ảnh chân thực nhất, có được những cái góc nhìn khách quan nhất và đặc sắc nhất để truyền tải thông điệp này đến với khán giả. Chúng tôi đã tích cực vận động anh chị em hội viên khơi nguồn cái niềm say mê sáng tạo, có nhiều cái tác phẩm chất lượng cao để tham dự cuộc thi. Lan tỏa cái tinh thần tích cực đó, cá nhân tôi cũng đã có những cái tác phẩm mang đậm hơi thở cuộc sống để tham dự cuộc thi. Và chúng tôi nghĩ rằng những cái tác phẩm của chi hội, nhà báo, đài phát thanh truyền hình Lạng Sơn đã lan tỏa được cái tinh thần làm báo hiện đại, chuyên nghiệp, đa nền tảng, đa phương tiện, phục vụ tốt nhất cái nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn hiện nay. Tham gia giải báo chí bằng tinh thần sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, nhiều tác giả đã đầu tư nhiều thời gian, công sức để theo đuổi đề tài, lựa chọn cách thể hiện mới mẻ, ấn tượng. Một số cây bút trẻ đã mạnh dạn dấn thân, viết về các đề tài nóng bỏng, mạnh dạn gửi tác phẩm, có
có tác giả đã từng đạt giải trong mùa giải năm trước, quyết tâm vượt qua chính mình để đạt giải cao hơn trong mùa giải năm nay. Đây là lần thứ hai tôi tham gia giải báo chí tỉnh. Tôi coi đây là cơ hội tốt để mình học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức chuyên môn. Rút kinh nghiệm từ lần thi trước, lần thi này tôi đã chọn đề tài với góc tiếp cận mới và độc đáo hơn, đó là về chủ đề người Dao làm du lịch ở xã đặc biệt khó khăn. Từ khâu lên ý tưởng đến triển khai đề tài, tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đặc biệt là tôi cũng nhận được sự tạo điều kiện và giúp đỡ của lãnh đạo ban biên tập cơ quan, lãnh đạo phòng cũng như các anh chị em đồng nghiệp đã giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhất tác phẩm của mình. Thông điệp chính mà tôi muốn gửi gắm thông qua tác phẩm đó là lan tỏa vẻ đẹp văn hóa của người Dao nói riêng và anh em các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nói chung, và sự năng động, khát khao làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình thông qua việc phát triển du lịch. Thời gian qua thì có một bộ phận cán bộ đảng viên đã bị xử lý kỷ luật mà gây mất lòng tin trong quần chúng nhân dân. Trong khi đó thì ở tại cơ sở thì có rất nhiều cán bộ đảng viên hàng ngày người ta cống hiến rất là bình dị và thầm lặng. Với cái thực tế đó thì tôi đã chọn một cái đề tài, đó là câu chuyện về danh dự của người đảng viên để tham gia dự thi. Và điều đầu tiên thì để thực hiện tác phẩm của mình ấy, thì mình phải có kiến thức về cái vấn đề này. Bên cạnh đó thì tôi cũng cố gắng làm sao để phát huy tối đa cái thể loại tác phẩm mà mình dự thi, đó là báo phát thanh. Thì đó là mình phải làm sao để đa dạng hóa các cái loại âm nhạc, âm thanh ở trong cái tác phẩm của mình. Gồm có cả là lời đọc của phát thanh viên, rồi thì là tiếng động hiện trường, rồi là âm nhạc, thậm chí là đa dạng hóa lên các cái tuyến phỏng vấn nhân vật. Bên cạnh đó thì tôi cũng cố gắng là thể hiện tác phẩm bằng cách là kể lại một câu chuyện nó mang có cái tính gần gũi, mang tính đời thường chứ không phải là một cái vấn đề nó khô cứng. Không chỉ thu hút đông đảo các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí trong tỉnh tham gia, giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai còn có sự góp mặt của các phóng viên, cộng tác viên ở một số cơ quan báo chí trung ương như Thông tấn xã Việt Nam, Báo Công lý, Tạp chí Thương hiệu và Công luận, Báo Nông thôn Ngày nay. Có phóng viên các ngành như Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đình Lập, và có cả những nhà báo không chuyên gửi tác phẩm tham gia giải báo chí. Nhiều tác giả các cơ quan báo chí trung ương cũng đã đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn, hay thâm nhập thực tế ở vùng tâm dịch để thực hiện các phóng sự dài kỳ, phản ánh chân thực những khó khăn thách thức cùng sự đoàn kết đồng lòng, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Cùng với nhiều cơ quan báo chí khác, với vai trò chức năng nhiệm vụ là văn phòng đại diện tại Lạng Sơn, nhiều năm qua, phóng viên tạp chí Thương hiệu và Công luận tích cực đồng hành sát cánh cùng lãnh đạo tỉnh cũng như các sở ban ngành trong công tác tuyên truyền mọi mặt đời sống phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đối với giải báo chí của tỉnh và phóng viên tòa soạn Thương hiệu và Công luận cũng tích cực gửi bài tham dự giải. Và nhân đây, tôi xin phép gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng như lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Hội đồng giải báo chí tỉnh Lạng Sơn đã đặc biệt quan tâm tạo sân chơi để các cơ quan báo chí cũng như các nhà báo phóng viên được hội tụ và lan tỏa vì một Lạng Sơn đổi mới và phát triển. Trên cơ sở kế hoạch thể đệ giải báo chí tỉnh lần thứ 2 năm 2022, tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2022, Hội Nhà báo tỉnh đã thu nhận được 104 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả là các hội viên, nhà báo, cộng tác viên, công tác ở các cơ quan báo chí của tỉnh như Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Tạp chí Văn nghệ xứ Lạng, cùng các cơ quan báo chí trung ương như Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Lạng Sơn, Báo Nông thôn Ngày nay, Báo Công lý, Tạp chí Thương hiệu và Công luận, Đội tuyên truyền của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đình Lập, ở cả 5 loại hình và thể loại báo chí. Các ban giúp việc của hội đồng giải đã nỗ lực cố gắng trong thời gian ngắn triển khai công tác đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu của quy trình tổ chức giải. Với tinh thần khách quan, công tâm, các thành viên tổ chấm sơ khảo đã hoàn thành chấm thi tất cả các tác phẩm tham dự giải theo đúng thể lệ. Trên cơ sở kết quả vòng sơ khảo, hội đồng giải đã công nhận và đưa 44 tác phẩm chất lượng nhất vào chung khảo. Trong đó, báo in 11 tác phẩm, báo điện tử 6 tác phẩm, ảnh báo chí 8 tác phẩm, phát thanh 7 tác phẩm, truyền hình 12 tác phẩm. Dựa vào thể lệ của giải báo chí cũng như các thang điểm
của thể lệ đưa ra và chúng tôi chống độc lập, sau đó là tất cả cùng tập trung lại để xem xét và chọn ra được 44 tác phẩm báo chí gửi vào vòng chung khảo. Đặc biệt, để tăng thêm tính chuyên nghiệp, khách quan cho giải báo chí, tại vòng chung khảo năm nay có sự tham gia chấm giải trực tiếp của các giám khảo là các nhà báo ở các cơ quan báo chí trung ương có uy tín cao và có nhiều kinh nghiệm trong chấm các giải báo chí khu vực và quốc gia. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Hội đồng chung khảo đã công tâm, sáng suốt, thảo luận kỹ lưỡng, phát hiện những tác phẩm hay, những cây bút sắc sảo. Từ đó lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trong số các tác phẩm vào chung khảo, tiêu biểu cả về nội dung, hình thức thể hiện, xứng đáng để trao giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai. Theo đánh giá của các thành viên ban giám khảo, chất lượng giải báo chí năm nay đã được nâng cao, vượt trội so với mùa giải trước. Nhìn chung những cái tác phẩm mà tôi chấm ở cái tiểu ban phát thanh và truyền hình thì đây là những tác phẩm mà có chất lượng tương đối là đồng đều, có một số tác phẩm xuất sắc. Ở truyền hình thì có tác phẩm gỡ khó cho nông sản xuất khẩu và một vài những tác phẩm khác mà tôi cũng rất là thích, như là cái câu chuyện về một cô bác sĩ làm thơ, một cái tấm gương của những cái công dân ưu tú của tỉnh Lạng Sơn, hay là những cái phòng chống dịch, tất cả đều đã phản ánh được một cái cuộc sống lao động, sản xuất và chiến đấu của tỉnh Lạng Sơn ở trong cái năm 2021. Có thể nói rằng là giải lần này kết quả tốt hơn giải lần trước. Ở chỗ chúng tôi thấy được các cái tác phẩm mà được vào chung khảo thôi, thì cái tên của các tác phẩm đó cho thấy một cái sự đa dạng phong phú về đề tài. Anh em làm báo ở Lạng Sơn đã tiếp cận được tất cả các lĩnh vực đời sống nổi bật của tỉnh Lạng Sơn cũng như của đất nước trong năm 2021. Cái thành công thứ hai nữa là anh em làm báo Lạng Sơn đã thể hiện đa dạng về cái mặt hình thức thể hiện. Có thể nói là rất nhiều tác phẩm đã có những cái độ chín, độ chuyên môn rất là đáng được biểu dương. Bốn mươi tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả được trao giải trong đợt này là những tác phẩm xuất sắc, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết của những người làm báo, là thành quả của quá trình lao động nghiêm túc, hăng say sáng tạo. Từng tác phẩm tham gia dự thi là những lát cắt, những mảnh ghép sinh động, tạo nên bức tranh toàn cảnh, đa chiều, đầy sức sống và đa dạng màu sắc về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, về những nỗ lực vượt khó của tỉnh Lạng Sơn. Bệnh nhân F0. Triển khai nền tảng cửa khẩu số là một hoạt động tất yếu. Có một bác sĩ hơn 30 năm nay vẫn giữ thói quen viết nhật ký bằng thơ. Nếu cửa khẩu luôn giữ được vùng xanh thì niềm vui của các lái xe và các chủ hàng sẽ tiếp tục được nối dài.
chất lượng tác phẩm báo chí tham dự giải kỳ này được hội đồng đánh giá cao hơn so với giải năm 2021. Nhiều tác phẩm dài kỳ có tính thời sự đã được các tác giả, nhóm tác giả bám sát thực tiễn, phân tích, lý giải, đề xuất, kiến nghị, giải quyết những vấn đề mới phát sinh, đặt ra được các cấp, các ngành cũng như lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo. Thành công của giải báo chí lần này so với giải năm 2021 vẫn là điểm nhấn chủ đạo, khích lệ tinh thần và trách nhiệm, khơi dậy sự đam mê sáng tạo tác phẩm báo chí của đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà để hướng tới giải năm 2023 và các năm sau gặt hái được những kết quả cao hơn. Đó là điều mà chúng ta đang hướng tới. Lễ trao giải báo chí tỉnh Lạng Sơn được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, là dịp để vinh danh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm chất lượng, xuất sắc. Qua 2 năm tổ chức, tháng 6 hàng năm đã trở thành điểm hẹn của tinh thần hăng say lao động, sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn và những cây bút viết về Lạng Sơn. Thành công của một giải năm nay tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của giải báo chí tỉnh Lạng Sơn, góp phần tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho đội ngũ phóng viên, nhà báo trên hành trình sáng tạo tác phẩm báo.